Ok, hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game và chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc hành trình Pokemon trong cái trò chơi Pokemon Ultra Sun. Rồi, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Thì như các bạn, nếu các bạn chưa xem ở những cái tập trước thì ở phần 2 thì chúng ta đã vượt qua được cái ngôi trường Pokemon và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu tới cái thành phố gọi là thành phố Hậu, thành phố của thanh niên Hậu, một thành phố rất là rộng lớn. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu sang map mới thôi. Wow, đây là thành phố của Hậu, rất là đẹp. Hậu Oli City. Wow, rất là đẹp. Wow, một thành phố biển. Rất là nhiều các cô gái với các cái trang phục bikini rất là tuyệt vời. Rồi, rất là đẹp. Rồi. Ok, chúng ta gặp một người bạn đầu tiên, một cô bạn gái. Hey you. Tôi có thể nói chuyện với bạn được không? Ok, nói chuyện gì thế? Đi. Dậy bạn. Đừng ở đây. Ok, Alola, I give to try. Tự nhiên lại hét Alola lên để làm cái gì? Không hiểu lắm. À, trước tiên chúng ta phải đi kiểm tra quanh đây đã. Mình là một vị khách thôi. Rồi, nhận được một poison. Ok. Trong các trò chơi Pokemon này các bạn có thể nhặt được bất kỳ các item ở bất kỳ nơi đâu luôn. Từ việc nói chuyện với cả không có gì rồi. Chúng ta không có gì ở đây cả. Ok, chúng ta sẽ đi lên phía trên. Gặp một cái ông chú rất là đẹp trai. Gặp đây thôi. Không có gì cả. Ok, chắc là mình sẽ... À, kia rồi. Kia có phải là ấy không? Rồi. Gặp luôn Lily rồi. À đâu, không phải. Chúng ta đến shopping à? Đây là nơi shopping. Gì đây? Hậu đến gặp mình rồi. What do you think? Bạn nghĩ là bạn đang làm cái gì vậy? Đây là một nơi tuyệt vời để sống. Hey Hưng, hãy đến đây với tôi. Tôi có một ý tưởng rất là tuyệt vời dành cho bạn đây. Gì thế? Ý tưởng gì đây? Chào cô. Gì? Có một tôi muốn dành một món quà đặc biệt dành cho cậu ấy. Pokemon Finder. Bạn sở hữu cái Pokemon Finder là gì? Awesome, thật tuyệt vời. Điều này có phải là thật tuyệt vời phải không Hưng? Phải không Hưng? Bạn đã nhận được cái Poke Finder. Là cái gì? À, ảnh ảnh ảnh. R. Ok, như vậy là chúng ta nhận được một cái như kiểu là một cái máy ảnh ấy. Ok, chúng ta nhận được cái máy ảnh. Có thể chụp Pokemon. Ok, chúng ta sẽ chụp những cái bức ảnh của những con Pokemon đó. Ok, chụp thì chụp. Đi ra ngoài thôi. Bây giờ đi kiếm Pokemon để chụp. Rồi, ra ngoài cái gặp ngay thanh niên này. Lily đang ở đây đợi mình rồi. Chúng tôi muốn đi chụp vài một cái bức ảnh. Cái gì? Vãi, chụp luôn. Hay. Phải đi theo nó rồi. Ta phải đi theo cái thằng Hậu kia rồi. Hậu hấu hậu gì vậy? Nếu bạn có cái Pokemon Finder thì hãy giúp tôi là lấy một vài cái bức ảnh ở đây. Ở đâu? À, có một bức tường nó bị vỡ. Đây có thể là nơi để có thể là dùng cái dùng dùng máy ảnh để chụp đây. Giúp anh ta kiếm một vài bức ảnh.
Rồi. Tab R. Được đâu nhỉ? Sao lại chụp ảnh nhỉ? Chưa hiểu lắm. À, ok. Như vậy là chúng ta đã được rồi. Chụp thôi. Ồ, Pikachu à? Được đấy. Ui, chụp một phát 6 shot liền. Chụp một bức. À, chắc là chụp chính giữa nó mới được, mới chuẩn hay sao ấy. Rồi, chụp phát 6 bức đi. Xong. Vậy chúng ta đã chụp xong 6 bức ảnh. Rồi sao? Vãi. Nâu cho nhanh. Nhất. Ok, nó đang hỏi mình là muốn upload cái ảnh này lên trên mạng. Vãi. Upload xong có rất là nhiều người like và comment. Hiện tại thì mình đang để một màn hình cho nên là các bạn không thể nhìn thấy một cái màn hình thứ hai là một cái màn hình gọi là điều khiển của trò chơi. Cái màn hình các bạn đang xem là màn hình gọi là display thôi. Các bạn xem được hiển thị ở phía trên thôi. Còn mình đang sử dụng một cái màn hình phía dưới, ví dụ như các bạn thấy là khi thoảng mà mình ấn nút để dùng skill các thứ ấy thì mình sử dụng cái màn hình phía dưới. Nếu các bạn như biết thì cái cấu tạo của một chiếc máy Nintendo 3DS thì nó sẽ có hai màn hình. Một màn hình phía trên và một màn hình phía dưới. Màn hình phía trên thì sẽ hiển thị tất cả những cái gọi là hiển thị của trò chơi. Còn màn hình phía dưới thì nó, ví dụ như là khi chúng ta chơi bình thường ấy, thì nó sẽ hiển thị cái gọi là gì nhỉ? Nó hiển thị những cái về bản đồ thôi. Cũng không có gì nhiều đâu. Nó chỉ hiển thị bản đồ của chúng ta thôi. Ngoài ra thì khi mà đánh nhau ấy, khi mà dùng Pokemon Thao Chiến ấy, thì nó sẽ hiển thị những cái chúng ta chọn, như là ném cầu hay là chọn các cái kỹ năng tấn công chẳng hạn. Ở chết rồi. Cái gì đấy? Mua quần áo à? Đây rồi, đúng rồi. Mẹ mình rất là muốn mình tới đây để mua một bộ quần áo mới. Ok. Cái gì đấy? Không rõ lắm nhưng mà ôi, nó đưa cho mình tiền. Landscape. Một cái hộp len. À, hộp len để may 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 quần áo. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái khu may quần áo này thôi. Hỏi bà già đã. Ở từ từ, có một cái gì sáng sáng ở góc bên cạnh. Từ 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 từ. Mình đoán cái kia là cái gì có thể nhặt được. Bà ấy cho mình một cái tấm lụa. Ok, cảm ơn bà. Cháu cảm ơn nha. Khải siêu luôn ạ. Mình nhặt thêm một cái sticker ở đây à? Hay là cái gì? À không, nó cũng không có tác dụng gì cả. Nó chỉ là một cái gọi là cái tấm dán sticker ở đây thôi. Sang bà này xem có nhặt được cái gì không. Nói chuyện với chị này xem sao. Chị ơi, có gì cho em không? Chị bảo đéo có, mày đi đi. Ok, chúng ta sẽ vào đây. Vào đây gặp các em đang thay quần áo. Rồi. Ui, ui chị này xinh thế. Ui chị bán quần áo xinh thế. Thế nào? Mua luôn. Wow, quần áo đẹp thế. Bộ đẹp không? Xem là bộ này nào. Hay bộ này. Ôi, có rất là nhiều bộ quần áo khác nhau nhìn rất là đẹp. Để mình xem có bộ nào đẹp không đã. Nhìn khá chất chơi đấy. Ok, chúng ta sẽ khá là rẻ thôi, không 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 nên nói quá đắt. À, có áo và quần. Áo hoa nhìn trên có vẻ đẹp hơn đúng không các bạn? Mình thích những cái áo hoa ở phía trên hơn. Áo hoa nhìn vẻ chất hơn. Áo này xấu quá. Mình không thích mình áo. Đợi cái áo hoa hoa kiểu này là thích đẹp này. Mình thích hoa hoè hoa sói. Rồi chúng ta, mình nghĩ là mình sẽ lấy cái áo hoa này. Hoa đen hoặc là hoa cam. Màu vàng có vẻ nổi nhỉ. Màu đỏ đi. Mua màu đỏ cho đẹp. Mình sẽ mua cái này. Yes. Mua luôn. Rồi, chúng ta đã mua cái áo này. Chuyển sang quần xem sao. Có quần đùi nào ngắn hơn không?
Phối nó phải đẹp đẹp một tí. À. Chúng ta đang đi shopping. Khá là chất chơi. May quá trò chơi này khi vào thì chúng ta được nhận rất là nhiều tiền, tận 32.000 liền, trong khi quần áo đây cũng khá là rẻ, không đến nỗi quá đắt. À, quần cũng chỉ có thế này thôi à? Ok, vậy thì mình sẽ mặc cái quần hồng. À, áo đỏ đi với quần hồng là hợp lý rồi. Ok. Cảm ơn nha. Cái này là cái gì? Tất à? Tất vàng, tất thì rất ai ít nhìn. Xu không có. Mũ. Mũ thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Ok. Như vậy là mình đã shopping xong rồi. Đẹp đấy. Đâu. Ok, như vậy là mình đã có một bộ cánh mới. Rất là đẹp. Cảm ơn cô chủ quán xinh gái nha. Ơ, thế đâu rồi? Ơ. Mình thanh toán chưa nhỉ? Mình thanh toán chưa nhỉ? Mình thanh toán rồi mà. Em sao để mặc được nhỉ? Từ từ, chúng ta vẫn chưa mặc. Làm sao để mặc được? Bây giờ mình làm sao để mặc được cái trang phục lúc nãy thì mới là điều quan trọng. Hiện tại chúng ta đang chưa mặc được đồ mà mình chưa hiểu tại sao lại không mặc được đồ. Mà mình rõ ràng là mình đã bay rồi mà. Chắc là có nút gì đấy để mình thôi mình đi tiếp vậy. Ok, xếp lại game đã. Nói chuyện với cả các bạn ở đây xem sao. À, có anh này mình chưa nói chuyện này. Ok, không có gì cả, chúng ta đi thôi. Đây là hiệu cắt tóc à? Ok, đây cho họ sẽ tạo kiểu tóc cho mình. Nhưng mình đội mũ thì cần chó này cắt nhỉ? Cắt đi. Ui, cắt mất 4.000 cơ. Thôi no 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 no, cắt tóc gì mà đắt thế? Quần áo rẻ vãi mà còn cắt tóc đắt thế. Ui, chị cắt tóc cũng xinh chưa này? Ui. Ngon đấy. Chị cắt tóc xinh đấy. Nói chung là không có gì cả ở đây cả. Chúng ta đi ra ngoài thôi. À, mình cũng chưa rõ là nhiệm vụ chúng ta sẽ cần phải làm gì. Mình nghĩ là mình sẽ đi theo cái thằng ở phía trên. Ô, từ 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 từ. Ở trong này có chỗ bắt Pokemon. Mình nghĩ là mình sẽ vào trong này. Bên kia có quả bóng Pokemon này. Xem đây có gì không. Ok, chúng ta đã gặp một Pokemon hoang dã ở hậu City. Xem con này là con gì nào. Vẫn là Wingull. Không có gì ngon lắm. Mình sẽ kết liễu em nó thôi. Tiêu diệt nó thôi. Hạ em nó thôi. Xong, bye bye em. Ui, rất nhiều Pokemon mình lên level 10 rồi. Ngon. À, kia là nhiệm vụ của chúng ta kia rồi. Mình nhìn thấy phần nhiệm vụ của mình phải làm rồi. Ok, trước khi qua nhiệm vụ thì mình sẽ nhặt qua cái này đã. Ơi, chị gái, đêm rồi chị còn đi đâu vậy? À, chị bảo chị chỉ đi chơi thôi. Chơi méo giờ này. Cái gì vậy? À, chúng ta nhặt được rất là nhiều các ticket. Lima. Captain Lima ở đây sao? À, Tô
tôi nhìn thấy các cái băng rôn, cái tờ dán ở ở dán ở trên tường này. À, ông này, à, thằng này là một thằng thích thích gọi là thích sưu tập cái đấy à? Hay là đây là một cái dấu hiệu của bọn bóng đêm nào nhỉ? Đấy, Team School là cái gì này? Tôi đang để mắt tới cái bọn Team School, nó đang ở quanh cái ngôi làng này. Có nghĩa là cái này mình nghĩ là nó có một cái gì đấy. Ok, mình nhặt được một cái rồi. Ở kia có một cái nữa đúng không? Chúng ta quay lại chúng ta nhặt cái ở cái kia đây. Mình nhớ là đây có một cái nữa này. Quay lại nhặt nốt cái kia. Đây, một cái ở đây. Ok, chúng ta đã nhặt được hai cái. Chắc chắn là để làm gì đó. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu tại sao là mình không mặc được cái áo nhỉ? Mà chạy nó lúc nào nhỉ? Chạy ở nút nào nhỉ? Các bạn nào chơi game này biết chạy ở nút nào không? À, không phải, không phải, mình không cần vào Pokemon Deck làm gì. Ok, chúng ta ở à đây nút chạy đây. Ui giời. Rồi mình đã biết nút chạy rồi. Ok. Tốc độ game mới được đẩy nhanh hơn khi mà mình đã biết nút chạy. Pokemon hoang dã tiếp theo. Hy vọng là một Rimmer. Một Pokemon hệ độc thôi. Không có gì là có. Level 8 à? Ôi nó khỏe quá. Nó đã sử dụng chiêu độc rồi. Thôi đi rồi dính độc rồi, mình ghét cái chiêu này vãi. Tự động bị trừ máu. Chiêu này là chiêu ghét vãi cả trường ạ. Ui lại bị nó vả cho phát nữa lại còn bị trừ độc. Mệt thật. Nếu các bạn muốn không muốn độc ấy, thì hãy đánh những Pokemon mà cũng cùng hệ thì sẽ không bị hiệu ứng của cái skin độc này. Đấy, mình có một con Grimer level 8 à level 9. Ok. Chúng ta đi nhặt cái quả bóng rồi đã. Rồi. Một cái revive. Hình như là để hồi máu. À thôi, chạy đây làm gì? Để đánh nhau lại mất máu. Ôi, tiếp tục thôi. Tiếp tục cuộc hành trình. Từ 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 từ. Có một cái ở đây này. Sao vào đây nhỉ, nhặt được nhỉ? Mình nghĩ là chắc là sẽ có đường ở đây kia rồi. Nhặt nó thôi. Một cái. Thằng cờ hó nào dán đây để ông đi nhặt này, như nhặt rác. Rồi, chúng ta tới đâu đây? Rồi, chúng ta lại gặp ông bạn hậu của chúng ta. Team School à? Ui, kinh. Bao nhiêu Rockman vãi. Kinh. Được đấy. Nhìn vẻ ghê gớm đấy. Team School ở đây à? Nhìn đầu lâu kinh đấy. Rồi, ok. Ấy à, ấy à. Ấy à. Kinh nhỉ? À? Ui, rap room các kiểu. Ui, ui, ui. Nào, à, chúng ta hãy dạy cho bọn này một bài học. Thế nào, biết thế nào là bài học. Đánh thôi. Bọn nhảy nhót này là mình ghét rồi. Come on, lại đây bọn này. Thằng nhảy nhót cái gì vậy? Đánh thì đánh đi, nhảy nhót cái gì?
Ấy à, kinh. Rồi đánh với team school này. Team đầu lâu. Ôi nó ném ra quả bóng gì đẹp vậy. Zubat. Rơi Zubat. Mỗi tội con này mình đang bị độc chứ. Zubat thì sẽ sử dụng gì nhỉ? Hãy cỏ đi. Ôi không hiệu quả rồi. Ui, ăn độc nữa này. Đổi Pokemon vậy. Mình phải đổi Pokemon thôi. Mình sẽ sử dụng Slow Poker. Mình nghĩ là một Pokemon nước khả năng là sẽ đánh được với Pokemon độc. Rất may là Slow Poker không bị dính cái skill vừa rồi. Ok, nước đi. Thổi nước vào đầu nó. Ôi nó hút máu kìa. Hay lắm. Nó có chiêu hút máu. Khôn thua. Ok, thế thì ông cho mày ngủ. Được lắm. Ngủ đi em. Rồi, nước tiếp vào đầu. Lại hút máu, ghét thế nhở. Hay đấy. Rồi, ngủ rồi. Giờ thì đứng đấy để anh hành hạ nhé em. Anh đã ru ngủ rồi thì đứng im để cho anh hành hạ nào. Ok. Ok, các bạn đợi mình một chút, hình như là mình đang bị hơi bị lệch cái để mình chỉnh lại một chút rồi cái này. Sao lại to ấy nhở? Hồi giờ mình mới để ý. Ok, sorry các bạn rất là nhiều, giờ mình mới để ý được. Rồi, đánh tiếp thôi. Chiến thôi em, diệt nó. Rồi. Mày có độc thì ông mày có ru ngủ. Ăn sao được anh? Hay lắm. Rolet học được Razolab. Ok, mình sẽ thay cho skill cỏ thôi. Ta-da! Ta-da, ta-da! Diệt được một thằng đầu tiên. Xem nào. Vẫn còn thằng nữa, thằng A này nữa. Thằng A này có vẻ máu lửa nhỉ? Vẫn còn nhiều thích nhảy nhót à? Ô, chạy rồi. Mới đánh một thằng mà đã chạy rồi à? Vãi cả trường. Tuổi gì gặp mình chạy ngay. Ok, thằng cu kia chạy đâu rồi? Chúng ta lại gặp với cả huấn luyện viên Luma rất là xinh đẹp. Giáo sư Kubui mang cho bạn. Ok. Nhớ thôi. Đi. Vãi, vừa đánh xong lại đánh tiếp à? Hai con. Chúng ta phải thử thách với cả huấn luyện viên Lima này. Ôi, con sói này. Go, roulette. Hay lắm. Mình học được skill mới rồi. Đánh Razolab thử xem nào. Hay lắm. Mạnh hẳn.
Mình sắp lên level 16 là mình sắp sửa tiến hóa rồi anh em ạ. Chú Rolex của mình sắp sửa tiến hóa lên cấp 2 rồi. Hy vọng là nó sẽ tiến hóa nhanh thôi. Ui mạnh quá, nó cũng mạnh quá. Không đơn giản tí nào cả. Ôi nó hồi máu. Được. Hay. Hồi nhiều máu đấy. Không ăn thua. Kết liễu đi. Kết liễu. Hay lắm. Bye bye. Đưa Pokemon mới vào đây. Anh chiến hết. Switch Pokemon luôn. Mình sẽ sử dụng con Rimmer mình mới bắt được. Mình sẽ chơi cho các bạn cái chiêu gọi là gì nhỉ? Khó chịu. Đó là mình sẽ thả độc, sau đó mình ru ngủ cho nó tự động chết. Nghĩa là trong Pokemon thì các bạn có thể phối rất là nhiều các cái phối rất là nhiều các cái gọi là gì nhỉ? Các cái cách chơi khác nhau chẳng hạn, cách phối hợp các cái cách xây dựng cái skill khác nhau. Rồi, dính độc rồi. Bạn thấy không? Dính độc xong bây giờ mình sẽ đổi đổi Pokemon mới. Những cái Pokemon mà kiểu dạng như này này thì chúng ta cần phải sử dụng những cái Pokemon mà có cái hồi máu này, độc này, rồi dạng protect này, bảo vệ để kiểu là làm sao để cho đối phương kiểu dạng mất máu nhiều nhất có thể. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy con Slowpoke ra. Mình sẽ lại du ngủ tiếp. Chiến thuật. Hồi máu cũng vậy thôi à. Bây giờ thì anh sẽ du ngủ nó bằng Yam. Những Pokemon này thì chúng ta cần phải gọi là thủ cao. À thôi chết rồi, hình như thằng kia nó vừa dùng poison thì phải. Vãi. Mình không để ý nó dùng poison thì phải. Thôi đi rồi. Ôi thôi chết rồi, phải đổi 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 đổi. Đấy, nó ngủ rồi. Mình tự nhiên mất một lượt. Ghét thật. Đây, các bạn xem lại cái chiêu thức của mình này. Nhưng mình bị mất một turn. Nếu khi mà các bạn switch Pokemon là các bạn coi như các bạn bị mất một 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 turn. Đấy, có nghĩa là nó đã ngủ hai turn rồi. Bây giờ mình lại đánh Poison Gas nữa thì lại mất thêm một turn nữa. Thì đến lúc mà nó bị dính độc thì coi như là nó cũng tỉnh dậy rồi. Hơi fail, ôi fail mất rồi. Lại mất một turn nữa. Rồi con kia tỉnh rồi. Giờ không để thể hiện cho các bạn xem cái chiêu gọi là khắm bựa. Ôi, dính độc. Dính độc, trừ máu. Các bạn thấy hay không? Bây giờ thì mình sẽ Pau hay là Harden nhỉ? Harden đi. Ôi trời 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 trời, ngu rồi, mình tự tin quá. Ngu rồi. Ok, không sao, mình sẽ lôi con này của mình ra. Mình mới bắt được con gì nhỉ? Zura khá là hay. Ơ. Không được. Hình như nó bị lộn Pokemon hay sao nhỉ? Rồi. Đấy, các bạn thấy độc không? Cái độc này không bao giờ bị mất đi. Riêng cái skill độc này nó không bị tính theo turn mà nó bị trừ liên tục. Làm sao ăn được anh? Ơ, chết. Tự chết rồi. Xong, như vậy là chúng ta đã tiêu diệt xong. Các bạn thấy cách đánh của mình hay không? Zura đã lên level 11 rồi. Ok, speed khá cao, 18. Level 11 mà speed khá là cao, thế là khá là ngon đấy. Slowpoke cũng lên level 11. Magmite cũng lên level 9. Ok. Ui, chúng ta vừa được hơn 1.000. Hơn 1.000 đô. Ngon. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu được tới round 2 rồi. Tôi sẽ đưa bạn tới round 2. Mình vẫn chưa hiểu tại sao mình không mặc được Pokemon nhỉ? À, không mặc được quần áo nhỉ? Mình mua được bộ quần áo đẹp vãi chưởng mà không được mặc.
Ok, để xem kiểm tra số Pokemon của mình đã. Xem có con nào hồi máu chưa? À, chưa rồi. Chúng như là bị thương gần hết rồi. Chúng ta cần phải quay trở về Pokemon Center đã. Có cái thằng già cái đứng kia làm gì nhỉ? Cái gì đây? Chắc là chúng ta chưa vào được. Chỗ này có chỗ ra kia không nhỉ? Ở đây mình cũng chưa bắt Pokemon đây cơ. Chưa rõ là ở đây có những cái con Pokemon gì hiếm hay là có những con Pokemon gì khác lạ không. Mình đoán là mỗi nơi nó sẽ có những cái Pokemon gọi là hiếm ở một cái vị trí nào đấy. Tiến lên Rowlet. Hạ thôi. Rowlet hạ em nó thôi. Xong. Tiếp tục nào. Rồi. À, đâu nhỉ? Pokemon Center đâu để hồi máu nhỉ? Ơ không có đây à? Ở thành phố này không có Pokemon Center anh em ạ. Lại phải quay lại về cái thành phố kia mới có Pokemon Center. À, cũng hơi bất tiện. Mình nghĩ là đấy nó phải có chứ nhỉ? Ok, chúng ta sẽ quay lại để hồi máu lại đã. Sau đấy mình sẽ đi tìm sau. Lỡ trên đường mà chúng ta gặp đối thủ nặng ký thì chúng ta không thể đánh được. Vì Pokemon của mình cũng đã gần như là bị thương hết rồi. Lần này thì mình sẽ chạy nhanh hơn nên là các bạn cũng yên tâm. Chị ơi. Chị gì ơi hồi máu cho Pokemon của em với ạ. Rồi. Ok, em cảm ơn chị nhá. Đấy, mình đã có 5 5 con ở trong team của mình, khá là ổn. Cũng đã đầy đủ tất cả các hệ, mình không phải lo nữa. Bây giờ mình chỉ cần thiếu hệ lửa thôi. Kiếm một Pokemon lửa. Trong game này thì mình thấy kiếm những cái Pokemon mà hệ lửa khá là khó nhá. Thật sự là như thế. Những dòng Pokemon hệ lửa rất là ít. Hệ cỏ hay hệ bấc hay hệ ground rất là nhiều. Nhảm nhảm luôn, ngoài đường luôn. Ui, từ từ chúng ta xuống đây ngắm chị này cái đã. Chị gì ơi? Chị gì nằm ở bãi biển đây? Đứng dậy nói chuyện với em cái. Ok, không có gì cả. Xem nói chuyện với các anh ấy xem các anh ấy có gì không. Cũng không có gì. Đây rồi, chị gì mặc bikini ơi. Chị gì xinh gái mặc bikini ơi. Chị có gì cho em không? Chị cũng chả có gì cho em cả. Ok, chúng ta cũng không có gì. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu sang round 2 thôi. Sang lại cái này xem là shopping dessert. Đây là cái gì? À cái chỗ này là chúng ta lúc chụp ảnh đấy thôi, lấy máy ảnh thôi. Có ông giáo sư ở đây nè. À, thằng này chúng ta cần phải có 10 cái spy khác nhau. Ok. Xem thằng già này có cho mình cái gì không nào. Các bạn lưu ý là trong cái trò chơi này thì họ thả những cái item ở những cái nhân vật rất là khác nhau, cho nên để nhận được hết nhân vật thì chúng ta nên nói chuyện với cả tất cả mọi người thì chúng ta mới có thể nhận được hết tất cả những cái item ẩn, những cái item cực kỳ là có giá trị. Ở đây có một cái ấy này. Từ từ, ở đây có một cái vé này. Làm sao để qua đấy được nhỉ? Từ 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 làm sao để qua đấy được nhỉ? Kia nó ở sau cái chỗ kia rồi. Ok, mình sẽ qua chỗ đấy để lấy cái stick kit. À cái sticker. Mình thấy có một cái sticker dán ở đây. Ok, chúng ta hãy thu thập đầy đủ đi. Không rõ nó là cái gì nhưng chúng ta cứ thu thập đầy đủ. Như vậy chúng ta đã bốn có cái sticker rồi. Thằng này đứng ở đây làm gì? Ui, kinh vậy. Cửa hàng photo. Ok.
Mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ khám phá đến đây thôi nhỉ. Mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ khám phá đến đây thôi, coi như là chúng ta đã lần đầu tiên chúng ta đã chạm trán với cả team gì nhỉ? Team team Rocket rồi. Như vậy là lần đầu tiên hôm nay chúng ta đã chiến đấu với team Rocket và mình nghĩ là hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Ok, hôm sau thì chúng ta sẽ bắt đầu sang tới cái con đường thứ hai để xem có cái gì hay như là Pokemon mới ở cái đường ở cái con đường thứ hai không. Ok. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like như là subscribe cái channel của Fun Game nhé. Và mình sẽ tiếp tục cái series hành trình của chú nhóc này trong cái trò chơi Pokemon Ultra Sun. Nếu các bạn mà theo dõi thì cố gắng là ủng hộ mình bằng nút like để động viên Fun Game nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau. Bye bye!